Kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin trưa ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban châu Âu đề xuất áp dụng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may. Do vậy, ngành dệt may Việt Nam sẽ phải sớm thay đổi để đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính. Đợt mưa lũ tính đến từ ngày 4 tháng 4 tại miền Trung đã làm 4 người thiệt mạng và mất tích, ảnh hưởng nặng nề đến tài sản và hoa màu. Các tỉnh miền Trung vẫn đang gấp rút khắc phục hậu quả. Bộ Y tế đang khẩn trương chuẩn bị đủ nguồn vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Lô vaccine Moderna đầu tiên cho trẻ em dự kiến sẽ về đến Việt Nam sớm nhất vào ngày 10 tháng 5. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào sáng nay ngày 5 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về tháng nhân đạo năm nay sẽ được phát động trong tháng 5 tới để huy động nguồn lực hỗ trợ cho ngư dân và dinh dưỡng cho trẻ em. Trong tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ khởi động hai chương trình được xác định là trọng điểm xuyên suốt trong 5 năm tới là an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn và dinh dưỡng cho trẻ em. Chương trình hướng đến hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ sống trên ghe, thuyền ở 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang biển, hải đảo, ở 23 trong 28 tỉnh thành có biển và trên 90.000 tàu thuyền đánh cá. Còn chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, hướng tới hỗ trợ 1 triệu trẻ em nghèo, khuyết tật, được khám dinh dưỡng và cải thiện khẩu phần ăn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rất quan tâm tới hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, hỗ trợ người yếu thế, nhằm xây dựng xã hội tương thân, tương ái, yêu thương, đoàn kết. Do đó, Chủ tịch nước sẽ có thông điệp kêu gọi các tổ chức và cá nhân hưởng ứng. Cái này rất thiết thực. Chúng ta đang thấy trong những ngày vừa qua, ngư dân chúng ta bị thiệt hại rất lớn, cả cái tính mạng, tài sản bị giặc phân biển miền Trung vừa qua thì rất lớn, chưa tổng kết thấy được. Và vấn đề trẻ em hiện nay phải được quan tâm toàn diện, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của trẻ em. Nhưng mà trước hết là quan tâm đến dinh dưỡng trẻ em của cả đất nước chúng ta, hạn chế thấp bé còi của trẻ em. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy và quy chế hoạt động nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là phải khắc phục cho được những yếu kém, tồn tại đã được chỉ ra nhằm tăng cường đoàn kết, bảo vệ được uy tín của mình. Qua đó, huy động được thêm các nguồn lực ở cả trong và ngoài nước để hỗ trợ được nhiều hơn cho những người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế xã hội, triển khai phục hồi và phát triển việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Ý kiến của các địa phương, bộ ngành tại hội nghị đều thống nhất, đánh giá mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong và ngoài nước, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội quý 1 đã đạt được những kết quả đáng trân trọng như GDP tăng 5,03%, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, 5 cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách đạt 33,5% kế hoạch năm. So với quý 1 năm ngoái, quy hoạch xuất khẩu tăng 45,5%, trong đó xuất siêu hơn 800 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng hơn 15%. 61 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 8,9%. Về nhiệm vụ trong quý 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả chương trình khôi phục, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tốc độ phục hồi trong các lĩnh vực, nhất là du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số. Thủ tướng lưu ý các địa phương đảm bảo việc đi học của học sinh an toàn, tập trung chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm. Tại hội nghị, Thủ tướng cho biết tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, doanh nghiệp đang nổi lên. Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành một số biện pháp ngăn chặn kịp thời và tiếp tục thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra những vấn đề có liên quan để làm mạnh thị trường. Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái, Chính phủ đã dự báo được tình hình, đã có công điện về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Vì vậy, các cơ quan, địa phương liên quan cần triển khai quyết liệt để ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm.
Thưa quý vị, tính đến ngày 3 tháng 4, các công ty Việt Nam đã thu hồi được 12 trong tổng số 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc. Đây là nỗ lực rất lớn với hỗ trợ tích cực của các bên liên quan. Một thành công nữa là cho đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã bán lại được 18 container hàng sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía luật sư cũng cùng với thương vụ Việt Nam tại Italia đang kết nối với các doanh nghiệp Việt Kiều, hỗ trợ tìm kiếm các nhà phân phối uy tín ở châu Âu để tìm những khách hàng mới. Hiện một số đối tác đã tỏ ra quan tâm xem xét mua số hạt điều này. Mới đây, thì Ủy ban châu Âu vừa đề xuất áp dụng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường này. Đó là hàng dệt may Việt Nam vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Do vậy, ngành dệt may Việt Nam sẽ phải sớm thay đổi để đáp ứng quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại các thị trường khó tính. Dây chuyền sản xuất bông của doanh nghiệp dệt may này cung ứng hơn 80% nguyên liệu đầu vào là bông tái chế thân thiện với môi trường cho áo khoác, thể thao, cao cấp xuất sang châu Âu và Mỹ. Từ cuối năm ngoái, đơn đặt hàng các đối tác EU đã tăng gần 200%, đi kèm với các tiêu chuẩn xanh, khiến cho nhu cầu về bông tái chế cũng tăng theo. Dự kiến sang năm 2022 là cái doanh thu đạt được là 190 tỷ. Cái cơ hội mà EU đưa ra những cái quy định như vậy thì nó cũng tạo cơ hội rất tốt cho phía doanh nghiệp chúng tôi. Cụ thể là chúng tôi chủ động được về cái mảng nguyên liệu để mà phục vụ cho vấn đề sản xuất. Cái thứ hai là những khách hàng lớn rất quan tâm và chú trọng đến những cái dòng sản phẩm mà đang phát triển. Để thực hiện đề xuất mới, hàng dệt may vào thị trường châu Âu phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Nhà sản xuất phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường. Đối với cái tình hình hiện nay, họ đưa ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng và cụ thể như vậy thì nó cũng là một cái thách thức đột ngột đối với ngành dệt may Việt Nam. Ngành dệt may Việt Nam của chúng ta cũng đã chuẩn bị được những cái điều kiện cơ bản nhất, chuẩn bị các cái nhà máy kéo sợi, sản phẩm sợi tái chế và các cái nhà máy về chuẩn bị các cái tái tạo các nguyên liệu từ vải, từ các vải vải tiết kiệm, thì tôi cho rằng là nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu phát triển bền vững đối với ngành dệt may Việt Nam. Nhưng cái lợi ích cốt lõi nhất vẫn là các cái hiệp định thương mại mà chúng ta đã ký với EU. Xu hướng các thương hiệu may mặc lớn trên thế giới, các đối tác đặt đơn hàng của ngành dệt may Việt Nam đang chuyển sang ưu tiên đặt hàng từ các doanh nghiệp xanh. Những doanh nghiệp gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất, không áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên sẽ có nguy cơ bị ngừng tiếp nhận đơn hàng hoặc là bị từ chối đặt hàng. Tin sẽ được tiếp tục với những thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế. Trong báo cáo công bố gần đây, ngân hàng HSBC dự đoán rằng Việt Nam sẽ trở lại mức tăng trưởng 6,2% vào năm 2022, nhưng có thể đối mặt với lạm phát cao hơn ở mức 3,7%. Cụ thể, HSBC ước tính Việt Nam đã khởi đầu năm 2022 tốt đẹp với GDP quý 1 tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà hồi phục đã ổn định trở lại nhờ các trụ cột tăng trưởng từ bên trong và bên ngoài. Điểm tích cực là việc mở cửa lại biên giới chắc chắn sẽ làm tăng thu nhập từ du lịch. Tuy nhiên, thì HSBC nhận thấy những thách thức vẫn còn đó, đặc biệt là trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Điều này dẫn đến tăng chi phí, ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân thương mại. Mặc dù vậy, theo HSBC, Việt Nam vẫn là một trong những nước có mức tăng trưởng đáng chú ý nhất trong khu vực. Theo kênh tin tức CNBC của Mỹ, JP Morgan Asset Management, Goldman Sachs và giới chuyên gia từ phố Wall đánh giá Việt Nam là một trong ba lựa chọn đầu tư hàng đầu Đông Nam Á cùng với Indonesia và Singapore. Giám đốc danh mục đầu tư tại JP Morgan Asset Management khẳng định Việt Nam là một ngôi sao đang lên trong vài năm qua và nhấn mạnh Việt Nam đang thể hiện sự trỗi dậy mạnh mẽ về khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19. Nhiều ngân hàng cho rằng căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới đang gia tăng, nhưng các thị trường tại Đông Nam Á có thể mang lại sự an toàn tương đối cho các nhà đầu tư và Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhờ ổn định chính trị và chính sách đầu tư ngày càng được cải thiện. Trang mạng China News của Trung Quốc có đưa tin trong quý 1 năm nay có tổng cộng 98 chuyến tàu hàng Trung Quốc vào Việt Nam và 2.940 container hàng hóa đã được vận chuyển, tăng lần lượt là 27,3% và 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chính của tuyến đường sắt Quảng Tây bao gồm thiết bị cơ khí và các sản phẩm điện tử sản xuất tại Trung Quốc, trong khi trái cây vẫn là mặt hàng nhập khẩu quan trọng. Kể từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, chuyến tàu chở trái cây đầu tiên đã nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu đường sắt Bằng Tường vào ngày 6 tháng 1.
việc vận chuyển trái cây nhập khẩu thông qua cửa khẩu đường sắt này đã tăng đáng kể trong quý 1 với tổng cộng 11.366 tấn. Ngày 4 tháng 4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa lễ hội truyền thống, lễ hội KT của người Chăm, tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. KT là lễ hội dân gian có từ lâu đời và đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở Bình Thuận, với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, lúa đôi hòa hợp, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở. Từ năm 2000, lễ hội KT đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp vào 115 lễ hội lớn nhất ở Việt Nam. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm, lễ hội KT còn góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Bình Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế. Trong phần tiếp theo của bản tin, ngành du lịch đang từng bước phục hồi mạnh mẽ và sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, người Việt bắt đầu tìm kiếm những tour đi du lịch nước ngoài. Những chiếc nến thơm được tạo hình bắt mắt với mùi hương tạo ra những liên kết chặt chẽ giữa các ký ức và cảm xúc của con người. Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin về khắc phục tình hình mưa lũ. Trong đợt mưa lũ tính đến ngày 4 tháng 4 tại miền Trung đã làm 4 người thiệt mạng và mất tích, hơn 260 tàu thuyền bị chìm và hơn 100.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Lúc này các địa phương vẫn đang tích cực các biện pháp khắc phục hậu quả. Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Tại Quảng Bình 2 ngày nay, lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, bà con xã viên đang ra tiêu úng cho nhiều diện tích lúa chuẩn bị trổ bông ở vùng trũng của tỉnh. Nhiều diện tích đông xuân và rau màu của bà con ở đây đã bị ngập hoàn toàn. Trong khi đó, tại Thừa Thiên Huế, các hợp tác xã đang huy động tối đa nhân lực, khai thác tối đa công suất của các trạm bơm điện, bổ sung máy bơm dầu để tiêu úng thoát nước cho hàng chục hecta lúa đang làm đồng. Địa phương đang thống kê thiệt hại để hỗ trợ giống cây trồng cho bà con trong vụ mùa tiếp theo. Còn ở Đà Nẵng 2 ngày qua, nhiều cá nhân, đơn vị và nhóm thiện nguyện đã đến tận vườn dưa của người dân ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam mua giúp bà con do dưa hấu bị ngâm trong nước, không tìm được đầu ra. Người dân còn mở các điểm bán, tìm đầu mối tiêu thụ với số lượng lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 100 tấn dưa đã được tiêu thụ hết. Còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ gia đình có nhà sập hoàn toàn là 30 triệu đồng, nhà ở bị hư hỏng nặng từ 50% đến dưới 100% là 15 triệu đồng. Ngư dân có tàu thuyền bị hư hỏng hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng, bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 10 triệu đồng. Hiện vẫn còn nhiều tàu cá ở tỉnh Phú Yên chưa thể trục vớt được do chìm vùng ven bờ. Và để góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ bất thường vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã thông qua chính sách hỗ trợ cho gia đình có nhà sập hoàn toàn là 30 triệu đồng một nhà, nhà ở bị hư hỏng nặng 15 triệu đồng. Với ngư dân có tàu thuyền bị chìm hoặc hư hỏng hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng một tàu, bị hư hỏng nặng là 10 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ cho các gia đình có người mất và bị thương do thiên tai trong ngày 31 tháng 3 vừa qua từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi hộ. Tiếp theo là những thông tin về dịch bệnh và tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Lô vaccine Moderna đầu tiên tiêm cho trẻ em dự kiến sẽ về đến Việt Nam sớm nhất vào ngày 10 tháng 5 tới. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ tối qua. Thế còn vấn đề về vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào đầu tháng 12 năm 2021. Với cái số lượng lúc đó là Bộ Y tế đề nghị là mua 21,9 triệu. Tuy nhiên thì trong quá trình chúng ta tiến hành thảo luận và để đi đến ký kết mua với Pfizer thì xuất hiện thì có một số các cái tổ chức, một số quốc gia, đặc biệt là vừa rồi chúng tôi đã làm việc với Đại sứ quán Úc rồi Hà Lan, thì các cái tổ chức cũng như là các cái quốc gia là sẽ hỗ trợ Việt Nam về cái vaccine tiêm cho trẻ em. Nên chính vì thế nên là chúng tôi đang có cái điều chỉnh để trình với chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để làm sao mà chúng ta vừa mua vaccine để đảm bảo tiêm được, vừa đảm bảo theo nghị quyết của chính phủ, nhưng đồng thời chúng ta cũng tiếp nhận cái vaccine viện trợ để làm sao đấy mà chúng ta từ cả vaccine viện trợ, cả vaccine mua cho trẻ em thì chúng ta vẫn đảm bảo được cái tỷ lệ tiêm theo quy định. Và vaccine tiêm cho trẻ em thì hiện nay ở chúng ta đang được cấp phép có hai loại, đó là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Hôm qua Bộ Y tế làm việc với Đại sứ quán Úc, thì Đại sứ quán Úc dự kiến nếu chúng ta hoàn thiện tất cả các cái thủ tục nhanh nhất thì có thể đưa cái vaccine đầu tiên là vaccine Moderna về cho trẻ, về để
cái lô đầu tiên về đến Việt Nam của chúng ta là dự kiến, tôi nói đây là dự kiến, là có thể vào ngày mùng 10 tháng 5 này. Và từ mai, học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội sẽ đi học trực tiếp trở lại, học sinh mầm non vẫn nghỉ học. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng. Việc cho học sinh đi học trở lại phải dựa trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức bán trú tại trường. Hiện 92% số học sinh trên cả nước đã trở lại trường học trực tiếp. Trên cả nước, ở bậc mầm non, chỉ còn các cháu ở Hà Nội chưa tới trường. Trong quý 1 năm nay, Hà Nội đón 2,8 triệu lượt khách du lịch. Như vậy là tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng, cũng tăng hơn 45% so với cùng kỳ. Thông tin từ Sở Du lịch thành phố, thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng và nâng chất lượng sản phẩm du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá. Hiện nhiều địa phương và đơn vị lữ hành của Hà Nội đã chủ động xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới để sẵn sàng đón khách, phục hồi thị trường du lịch trong năm nay. Và người Việt Nam thì cũng đang dục dịch tìm kiếm những tour đi du lịch nước ngoài. Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch bắt đầu từng bước phục hồi, dù số lượng khách còn khiêm tốn. Đoàn khách Việt này lựa chọn Dubai cho chuyến đi du lịch nước ngoài đầu tiên sau 2 năm không được xuất ngoại. Chỉ cần tiêm đủ vaccine và âm tính với COVID-19, du khách có thể đi du lịch Dubai dễ dàng, với thủ tục đơn giản, thuận tiện. Phí bảo hiểm COVID đi kèm với vé máy bay. Tour du lịch Dubai 6 ngày có giá khoảng 30 triệu đồng. Toàn bộ visa cho các du khách là được cấp điện tử trên hệ thống, cho nên là khi đến nơi du khách chỉ cần là mang quyển hộ chiếu của mình. Thời gian để làm thủ tục cho mỗi du khách tại sân bay Dubai thì chỉ mất không quá 3 phút đồng hồ là đã có thể hoàn thành thủ tục nhập cảnh. Ghi nhận tại hội chợ du lịch quốc tế, Dubai, Ấn Độ, Thái Lan, Maldives, các tour châu Âu, Mỹ, Australia, Singapore là những quốc gia mà khách Việt quan tâm, nhưng số người quyết định mua tour còn rất ít. Đa số là thăm thân kết hợp với du lịch. Tour Đông Nam Á như Thái Lan, điểm đến quen thuộc được khách Việt cân nhắc nhiều nhất, nhưng giá tour ở thời điểm này còn cao, cao hơn khoảng 30% so với thời điểm trước dịch bệnh, khoảng trên 10 triệu đồng. Tại thời điểm này thì tour đi nước ngoài nó sẽ tăng khoảng tầm 150-200% so với thời điểm trước dịch. Tuy nhiên, tour khách như này thì du khách đa phần được nghỉ dưỡng và đi tham quan sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái hoạt động shopping nhiều như trước du lịch. Lữ hành Hà Nội Tourist bán được các tour đi châu Âu cho 30 khách Việt và tour đi Dubai cho 20 người. Hiện đơn vị này đang chủ động tổ chức các đoàn tìm hiểu từ các thị trường gần nhằm đàm phán với các đối tác để xây dựng sản phẩm, đảm bảo mức giá tốt nhất khi đưa khách trở lại. Tôi sẽ đi cái chuyến công tác đầu tiên đi sang Singapore và chúng tôi cũng mang những cái sản phẩm, những cái chúng tôi đánh giá rằng nó sẽ phù hợp với du khách để chúng tôi cũng mong muốn để chào bán cho các bạn hàng, các đối tác ở bên đó. Và cái chuyến công tác mặc dù nó không dài ngày nhưng chúng tôi cũng kỳ vọng là đem lại những cái thông tin, những cái sản phẩm, những cái gì hữu ích nhất đối với đối tác này. Hiện nay phần lớn việc mở lại đi du lịch nước ngoài vẫn là tự phát và tự chủ động dựa theo mối quan hệ của doanh nghiệp. Để khởi động lại mảng thị trường này, cần có nhiều đoàn khảo sát, chương trình liên quốc gia hay hội chợ quốc tế để tiếp cận thị trường. Năm 2019, thời điểm trước dịch bệnh, có khoảng 10 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Thưa quý vị, có người nói rằng không có gì có thể gợi lại những ký ức mạnh mẽ như một mùi hương. Thật vậy, có một sự liên kết chặt chẽ giữa mùi hương và các ký ức, cảm xúc của con người. Chính vì vậy, những hũ nến thơm đang ngày càng được ưa chuộng như một liệu pháp trị liệu tinh thần. Và với xu thế hiện nay, nến thơm không chỉ dừng lại ở việc yêu chiều khứu giác mà còn mang đến sự hài lòng về mặt thị giác. Bánh gato, bánh cupcake hay một cốc matcha kem mịn. Nhìn qua, chắc đa số sẽ nghĩ đây là một bàn tiệc với các loại bánh ngọt đẹp mắt. Nhưng điều thú vị là sự khác lạ trong cách thưởng thức những chiếc bánh này. Không phải để ăn mà lại chỉ để ngắm, để ngửi và để đốt. Để làm ra những hũ nến đặc biệt như vậy, đòi hỏi người làm phải tính toán đến từng yếu tố nhỏ nhất. Từ nguyên liệu, mùi hương, tỷ lệ giữa các thành phần, nhiệt độ thích hợp. Cái nến này thì mình sẽ đòi hỏi rất là nhiều sự tỉ mỉ và bên cạnh đó cũng sẽ cần có các sự sáng tạo. Và
Ở đây thì bên mình cũng sẽ phải để ý đến các loại như là loại sáp và các loại tinh dầu để mình làm cho nến. Sáp thì sẽ nên được đun bằng nồi cách thủy và sẽ cần đun trong nhiệt độ nhỏ nhất. Tại vì nếu như mà mình đun với nhiệt độ cao quá thì có thể sẽ làm thay đổi tính chất của sáp và sẽ dễ làm cháy sáp. Với sự sáng tạo của người làm nến, nến thơm giờ ẩn mình dưới dáng vẻ hấp dẫn của những chiếc bánh, của hoa quả hay đồ uống. Để tạo ra một lớp kem béo mịn như trong trang trí bánh kem từ sáp cũng đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn về thời gian. Đối với việc làm bánh bình thường thì cái whipping cream nó sẽ vẫn có độ lỏng như vậy. Còn đối với sáp thì trong chỉ cần một khoảng thời gian sau nó sẽ khô lại. Thế là mình cũng sẽ cần phải nhanh tay một chút. Là ở đây thì mình sẽ cần để ý đến nhiệt độ và thời gian. Sáng tạo trên những nốt hương cho nến là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính kiên nhẫn cao. Giữa mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa cùng mùi sáp thơm nồng, được thỏa sức tự do sáng tạo với những sản phẩm nến thơm của riêng mình, những workshop làm nến như thế này được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Một trải nghiệm rất là thú vị, nghĩa là mình được biết là nến được làm như thế nào, biết được các loại nến, loại sáp. Ý nghĩa nhất thì mình nghĩ là khi mà mình được tự tay làm những cái sản phẩm này thì mỗi lần mà mình nhìn lại này thì mình sẽ nhớ lại cái khoảng thời gian mà mình đã đến đây và mình đã được xem, được học và được tự tay trang trí. Những cây nến ẩn sau tạo hình hoàn hảo của những chiếc bánh ngọt ngào đã tạo ra một thiên đường hạnh phúc nho nhỏ và nạp lại nguồn năng lượng tích cực cho bất kỳ ai ghé thăm. Vâng, và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTVGo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.